Niềng răng là một kỹ thuật nha khoa giúp chỉnh sửa những chiếc răng mọc lệch lạc, răng thưa, răng mọc trên trúc, bầu, móm, khớp khỉnh, nhà mang lại cho bạn một hàm răng chắc, cân đối và đều đặn. Đối với trẻ em, việc được chẩn đoán những bất thường về răng và khớp cắn và niềng răng sớm sẽ giúp cho xương được phát triển thuận lợi, giúp cho giai đoạn niềng răng khi đã trưởng thành cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Nếu răng bị mọc lệch lạc, tổn thương khớp cắn làm ảnh hưởng đến quá trình ăn nhai, giọng nói, phát âm không chuẩn, thì niềng răng đúng cách sẽ giúp khắc phục những ảnh hưởng này. Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Thế Cường, chuyên khoa răng hàm mặt, chế độ ăn uống cần lưu ý thức ăn mềm, nên cắt nhỏ thức ăn, tránh gậm xương hay thức ăn thô, cứng, thức ăn có độ dính, dai và thực phẩm có nhiều đường. Thực phẩm nên ăn và nên tránh khi niềng răng. Thứ nhất, thực phẩm nên ăn. Niềng răng không đau, nhưng miệng của bạn có thể nhạy cảm trong những ngày đầu sau khi niềng răng. Cảm giác mới niềng răng cũng khiến bạn cảm thấy hơi khó khăn khi nhai. Vì vậy, trong vài ngày đầu, bạn chỉ nên ăn các loại thức ăn mềm như cháo, súp, món hầm, sữa chua, phô mai mềm, trái cây mềm. Độ nhạy cảm sau khi nướng răng sẽ cải thiện sau vài ngày hoặc một tuần. Sau đó, bạn có thể tiếp tục ăn uống bình thường, nhưng nên tránh các thực phẩm có chế độ ảnh hưởng đến răng miệng và dụng cụ nướng răng của bạn. Thứ hai, thực phẩm nên tránh. Thực phẩm dai, dính như kẹo xẻo, kẹo cao su, thực phẩm giòn như bỏng ngô và bánh quy, ăn cứng như các loại hạt, kẹo cứng, xương, gân vỏ bánh pizza, khoai tây chiên, thức ăn lạnh như kem, nước đá, thực phẩm có đường như bánh ngọt, mứt, kẹo mứt, soda, nước trái cây thêm đường, nước tăng lực, ăn những thực phẩm này có thể khiến bạn bị gãy mắc cài, thực phẩm có đường có thể dẫn đến sâu răng và răng đổi màu, khi đường trộn với nước bọt, nó sẽ tạo ra một lớp màng dính bao phủ răng, còn được gọi là màng bám. Màng bám răng hình thành khi vi khuẩn trong miệng được trộn với thức ăn và đồ uống có đường hoặc tinh bột vi khuẩn trong miệng, axit và carbon carbonhydrat từ thức ăn hoặc đồ uống trộn lẫn với nhau tạo thành mảng bám trên răng. Nếu mảng bám không được loại bỏ, nó có thể khiến men răng bị hư hại và cuối cùng gây ra sâu răng. Điều đó càng làm tăng nguy cơ sâu răng và viêm nướu. Ngoài ra, đồ uống có đường ăn mòn răng của bạn thường xuyên tiêu thụ đồ uống có ga có tính chất axit như soda và đồ uống thể thao được coi là yếu tố chính gây sói mòn răng và có thể dẫn đến những tổn thương răng không thể phục hồi.